ngoạn và lại với channel đó ra. Vâng, thế em thiếu một cái. Đây các bạn thấy, đây cái tấm nhựa trong suốt đó. Trong luôn. Đấy, xuyên làm cửa mình giới thiệu anh ấy để anh lấy. Đấy, làm tôn lạnh, trần thấp cũng được các bạn nhé. Đấy các bạn thấy là hộp keo này. Đi hộp ít nhất phải đi hộp 48 mới chuẩn được. Hôm qua mình thấy có anh đi có hộp 24 là không có ổn đâu. Khoảng cách này là các anh đang làm đi 1 mét thôi. Đây này là đang xây dựng như đang có lợn này. Đây là hậu bị nhá, anh đã vào trước và chuẩn bị vào trước hậu bị rồi. Nhiệt độ trong chuồng đang là 30,3 độ. Do 3 quạt 2m4, 1m1 nó hơi dư một chút. Đây quạt đây. Dự kiến ở đây là anh sẽ xây dựng là 3.000 lợn thịt. Đây, anh làm rất chuẩn luôn. Đây là cái bể dàn nước này, các bạn có thể xem. Bên kia là sông đấy, sông Đuống. Rồi. Đây là bể sát trùng đấy. Thôi chào mọi người nhé, nếu thấy hay like, subscribe và chia sẻ cùng mọi người. Tạo ra.